Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 164, đề bài như sau. Tại sao thức ăn lại bị ôi thiêu? Muốn giữ cho thức ăn không bị thiêu thì phải làm như thế nào? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 4 nhỏ, vai trò của vi khuẩn, sách giáo khoa trang 162 và 163, đặc biệt là các thông tin có trong phần vi khuẩn có hại. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Trong không khí của chúng ta luôn có rất nhiều các loại vi khuẩn, và khi chúng xâm nhập vào thức ăn, trong điều kiện thuận lợi, chúng sẽ tiến hành phân giải các chất trong thức ăn để lấy chất dinh dưỡng. Các chất do vi khuẩn thải ra sẽ làm cho thức ăn bị ôi thiêu và có mùi rất khó ngửi. Và để thức ăn không bị ôi thiêu thì chúng ta cần phải bảo quản thức ăn trong tủ lạnh hoặc là ướp mặn thức ăn, vân vân. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 164.